Hello, hello các bạn, mình đang có mặt tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Và hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn về khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, cách trung tâm Thanh Hóa 50 km. Và mình đang có mặt tại Lam Kinh, Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Và đây là giới thiệu với các bạn đây, đây là La Thành. La Thành ở khu di tích lịch sử Lam Kinh này là nơi phân biệt ranh giới giữa bên trong và bên ngoài của khu di tích lịch sử Lam Kinh. Khu di tích lịch sử Lam Kinh này có rộng khoảng 20 hectare. Khác với thành nhà Hồ thì La Thành là phân biệt nơi bên trong và bên ngoài. Thành nhà Hồ thì là nơi để chống lại quân giặc xâm lược. Thì mình sẽ giới thiệu về nơi này. Mình sẽ cho các bạn một ít kiến thức. Và dựng ở quê hương Lam Sơn, một kinh thành gọi là Lam Kinh. Nơi này còn được gọi là Tây Kinh để phân biệt với Đông Kinh Hà Nội. Nơi này là nơi để phân biệt với Lăng tộc quy mô lớn để thờ cúng tổ tiên, nơi an nghỉ của các nhà vua. Được dẫn vào hoàng thành có một con sông đào tên là sông Ngọc. Dòng chảy này bắt nguồn từ Tây Hồ, vòng qua trước thành và điện Lam Kinh. Theo sách Hoàng Việt Dư Địa Chí, nước sông trong veo, đáy sông có nhiều sỏi tròn đẹp. Trên sông Ngọc có bắc một cây cầu tên là Tiên Loan Kiều hình cánh cung, còn có tên gọi là cầu Vạch. Cầu uốn cong bắc qua sông Ngọc, nằm trên trục đường chính dẫn vào khu trung tâm chính điện Lam Kinh. Qua cầu khoảng 50m đến một giếng cầu. Đấy, mình sẽ quay kỹ cho các bạn cái cầu uốn hình cánh cung này. Người ta gọi là cầu Bạch đây, hay còn gọi cách khác là Tiên Loan Kiều. Mặc dù là nơi này đã được dựng lại nhưng mà nó vẫn mang dáng dấp, mang cái đây. Các bạn nhìn thấy không? Đây người ta gọi là cầu Bạch. Mình sẽ cố gắng dành cho các bạn những cái giây phút nó tuyệt vời nhất để hiểu về khu di tích lịch sử Lam Kinh, nơi mà vua Lê Lợi đã dựng một cái kinh đô ở đây. Kinh đô đây người ta gọi là Tây Kinh để phân biệt với Đông Kinh Hà Nội. Nước trong xanh như ngọc. Cách cầu Bạch khoảng 50m thì chúng ta sẽ vào với giếng cổ Lam Sơn. Thì sau 10 năm nằm gai nếm mật chống lại quân Minh xâm lược nước ta thì vua Lê Lợi lên ngôi tại Thăng Long Hà Nội, lấy niên hiệu nước ta là nước Đại Việt vào năm 1428. Đấy, mình có một số kiến thức về cho các bạn vào là như thế. Và bây giờ ta sẽ giới thiệu vào về khu di tích lịch sử Lam Kinh. Thì cách cầu Bạch khoảng 50m về phía tay phải thì chúng ta sẽ có giếng cổ Lam Sơn. Giếng cổ Lam Sơn này thì là theo mình nghĩ nó là hình elip. Nơi này rất đẹp, các bạn có thể nhìn thấy. Giới thiệu cho các bác về dòng cây đang hot nhất của nhà vườn em, đó là nho thần vô sư. Rất đẹp, quả rất là sai, chi chít từ gốc đến ngọn luôn các bác nhé. Giá 300.000 hai cây miễn phí ship. Các bác trồng chỉ từ 6 đến 10 đấy. Tháng cây bắt đầu cho quả. Nơi này nó rất hay ở cái chỗ là nó hội. Nơi này nó rất hay ở cái chỗ là nó hội tụ được cái yếu tố của giếng nước. Giếng nước, sân đình và cây đa. Cây đa. Đấy, cây đa đấy, mái đình. Đấy, bây giờ mình. Cây giống nhà em thì là hàng chuẩn nho thân gỗ 100% các bác nhá. Cây rất là khỏe đẹp. Đấy, mình sẽ vào đây. Ở đây là cổng ngọ môn. Trước của cổng ngõ môn thì có hai con nghê đá. Mình sẽ quay cho các bạn về hai con nghê đá này. Hai con nghê đá này thì là
đã bị con nghi đá này đã bị mất cái chân rồi và đã được dựng phục dựng lại. Đấy. Con nghi đá này nó không được nguyên vẹn. Nhưng con nghi đá bên kia thì nó sẽ nguyên vẹn hơn. Rất ý nghĩa. Nghi đá này là đứng với biểu tượng là sẽ canh cửa. Các bạn có thể nhìn thấy. Mình sẽ quay. Quay rất kỹ. À, bây giờ ta sẽ quay về ngọa môn. Ngọa môn thì có ba cánh cửa. Cánh cửa thứ nhất là cửa chính dành cho vua đi, bên tay phải và bên tay trái cho con văn và con võ. Ở đây có hai cái tấm bia Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt thì hai tấm bia hình tròn. Bia Nhật Nguyệt bên trong thì chúng ta sẽ có là sân đình. Đấy. Sân đình này thì ngày xưa là nơi để cho vua con chầu thôi. Bên kia là chính điện Lam Kinh. Đấy. Chính điện Lam Kinh thì bố trí theo hình chữ công và được chia thành 3 gian. Đấy. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cây đa này. Cây đa này thì mình nghĩ là nó rất đẹp. Quá đẹp và rất đẹp. Đấy. Đi sát một chút. Cây đa này là cây đa thị. Đặc biệt đẹp, rất đẹp. Rồi, chúng ta sẽ ra cái góc này. Ra góc này để mình nói cho các bạn này. Nơi này nó hội tụ những cái yếu tố nào, mình đứng đây cho mát nhá. Giếng nước này, sân đình bên trong này, cây đa này, mái đình này. Khi mà bạn đến đây mà bạn mà đứng ở cái góc này này. Đấy. Đứng ở cái góc này bạn chụp ảnh thì good job mày dình. Đấy, bạn đứng ở cái góc này, bạn chụp cái bức ảnh hình kiểu này thì mái đình này, cây đa mái đình này rất hay. Rất đẹp. Mình sẽ tạm dừng để ta tiếp tục đi vào chính điện Lam Kinh. Giới thiệu với các bạn đây là khu chính điện Lam Kinh. Chính điện Lam Kinh này thì được bố trí theo hình chữ công này. Quang Đức này, Sùng Hiếu này, Diên Khánh này. Đấy. Ở sau chính điện Lam Kinh là các thái miếu. Mình sẽ quay cho các bạn một chút về chính điện Lam Kinh. Theo mình biết và hướng dẫn viên du lịch người ta giới thiệu thì cái chính điện Lam Kinh này thì khi mà xây dựng thì có một cái cây gọi là cây liêm hiến thân, nó nằm tầm cỡ khoảng hơn 600 năm tuổi. Thì nó đang sống thì tự nhiên nó chết đi và làm được rất nhiều cái cột ở cái khu vực này, nó hay ở cái chỗ đấy. Nếu bạn mà muốn biết thì hãy đến khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Đây. Đây là hình rồng. Rồng thời Lê. Và đằng sau của chính điện Lam Kinh là miếu. Thái miếu. Hiện tại là thái miếu thờ các vị vua. Những người con của vua Lê Lợi. Đấy. Hiện tại là đang trên đường xây dựng. Đấy, các bạn có thể ví dụ như mình sẽ sơ qua một chút. Tòa Thái Miếu số 6 này là Nhân Tông Tuyên Hoàng Đế năm 1441 và 1459. Vua Húy là Bang Cơ, sinh ngày 9 tháng 6 năm 1441, lên ngôi ngày 12 tháng 6. Ngày 12 tháng 8 năm 1442, lấy niên hiệu là Thái Hòa và Diên Ninh. Ngày 3 tháng 10 năm 1458, vua Băng Hà ở ngôi được 17 năm, thọ 19 tuổi. An táng ở Mục Lang, Lam Sơn.
Đấy, các bạn có thể thấy. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn clip sau. Hãy đừng quên like, share và đăng ký kênh hộ mình để động viên mình ra những cái clip nhiều hơn về cảnh đẹp xứ Thanh, quê hương xứ Thanh và con người xứ Thanh. Đây, lịch sử xứ Thanh. Mình sẽ nơi này khá đẹp. Đây là Thái Miếu 1, 2, 3, 4, 5. Hiện tại mới làm được 5 cái miếu, 5 tòa miếu. Sau này ở đây họ sẽ làm thêm nữa.